Chào các bạn, hôm nay kênh Phụ nữ và Gia đình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm gỏi ổi tai heo nha. Các bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Mình sử dụng một cái tai heo. Ở đây thì nếu mà tai heo này thì mình sẽ sử dụng khoảng tầm 3 người ăn nha các bạn. Hai quả ổi. Thì ổi này do mình không tìm mua được ổi không hạt cho nên là mình sử dụng ổi có hạt nha. Một củ cà rốt. Một củ hành tây. Một ít ớt để làm cho món gỏi của mình nó cay hơn. Với lại một ít gừng. Gừng thì để lát mình luộc tai heo mình bỏ vào để khử cái mùi hôi của tai heo. Và một ít rau răm. Với lại là hai quả chanh. Với lại một ít ngò rí để trang trí. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ sơ chế cái tai heo. Thì khi mà tai heo mua thì các bạn lưu ý là mình lựa cái tai nhỏ thôi, không cần phải to lắm. Nếu mà nhiều người ăn thì mình sẽ sử dụng khoảng 2 tay, 3 tay heo cho nó đủ cái khẩu phần ăn của gia đình. Thì các bạn lựa tai heo ở bên ngoài nó còn hồng hào thì cái tai heo đó là nó vẫn còn tươi. Thì sau đó thì mình về mình sẽ cạo sạch cái phần ở bên trong này. Nhưng mà thường thì nếu mà mua ở chỗ quen thì mình có thể là nhờ người ta cạo luôn cho mình. Rửa thì các bạn lưu ý là mình sẽ cho vào một nhúm muối để mình chà cái phần tai heo của mình cho nó bớt nhớt và nó sạch đi. Rồi bây giờ mình sẽ mang đi rửa lại với nước sạch nha các bạn. Gừng sau khi mà mình đã gọt sơ phần vỏ bên ngoài rồi thì các bạn đem rửa sạch và sau đó thì mình sẽ cắt lát để mình luộc chung với tai heo cho nó thơm. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái nồi nước để mình luộc tai heo nha các bạn. Mình sẽ cho tai heo vào luôn, luộc với xăm xắp nước. Đừng luộc ít nước quá thì tai heo của mình nó sẽ bị đen nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây ít lát gừng đã sắc mỏng và một nhúm muối. Mình sẽ luộc cái tai heo này trong vòng khoảng 30 phút. Các bạn lưu ý là để món gỏi của mình ngon hơn thì các bạn sẽ luộc khoảng tầm 30 phút đổ lại thôi. Để cái tai heo của mình nó còn độ giòn. Luộc quá thì nó sẽ mềm làm cho cái món gỏi của mình nó sẽ không ngon. Trong quá trình mà chờ cho tai heo nó mềm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sơ chế ổi với lại cà rốt với lại hành tây nha. Để mà mình lấy hạt trong cái trái ổi nó lẹ hơn thì các bạn sẽ cắt trái ổi ra làm tư nha. Ở đây mình đã cắt một nửa rồi. Giờ mình sẽ gọt. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái dao mình dạt cái phần hột mình bỏ đi. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt mỏng thành những lát vừa ăn. Bây giờ mình sẽ cắt mỏng cái phần hành tây này ra luôn nha các bạn. Sau khi mà mình cắt mỏng hành tây rồi thì mình sẽ cho vào một cái tô đã pha sẵn nước chanh với lại đường cho nó đỡ cái mùi hăng của hành tây. Cà rốt này mình sẽ sử dụng khoảng tầm nửa củ nha các bạn. Mình sẽ gọt cái vỏ của cà rốt này trước khi mình sắc sợi. Bạn lưu ý là mình cắt sợi nha, đừng có mỏng quá thì mình làm cho gỏi của mình nó mềm. Cho nên là các bạn sẽ cắt đoạn vừa ăn thôi. Mình sẽ cắt cái cà rốt này ra thành những cái lát mỏng khoảng 1 cm. Sau đó thì mình sẽ nhập đôi lại và mình cắt thành dọc cho thành sợi á các bạn.
Rồi với rau răm thì mình cũng cắt nhuyễn ra luôn nha các bạn. Các bạn mua rau răm về xong rồi mình nhặt đi những cái lá già, lá bị vàng mình bỏ đi. Sau đó mình sẽ cắt nhuyễn cái phần rau răm này để mình trộn vô trong cái phần gỏi của mình ăn cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ làm nước mắm chua ngọt để trộn gỏi. Thì mình sẽ dùng 2 trái ớt. Các bạn ăn cay thì có thể thêm ớt nha. Và 3 tép tỏi. Mình sẽ băm nhuyễn. Sau khi mà luộc tay heo thì khoảng tầm nửa tiếng thì mình sẽ gấp cái phần tay heo này ra và cho vào một cái thau nước đá lạnh để một phần là giữ cho tay heo của mình nó giòn, với lại một phần nữa là sẽ nguội cho mình cắt nó dễ hơn. Mình cho ra trong cái thau nước đá lạnh rồi thì các bạn cũng phải trở cho nó đều luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần tai heo này ra nha các bạn. Thì các bạn sẽ cắt đôi cái tai heo này ra cho mình dễ cắt. Sau đó thì mình cắt miếng vừa ăn. Thì cái độ dày của nó là khoảng tầm 1 đến 1,5 cm. Tiếp theo là mình sẽ làm nước mắm chua ngọt để trộn gỏi nha các bạn. Mình sẽ cho ớt, tỏi, băm nhuyễn vào trong cái chén này. Tiếp đến là mình sẽ cho 2 muỗng đường, rồi 3 muỗng nước mắm. Để có thêm vị chua thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng nửa quả chanh. Mình vắt, mình lấy cái nước cốt để mình cho vào trong chén này luôn nha. Sau đó thì mình sẽ dùng muỗng mình đảo đều lên để cho đường nó tan ra nhé. Cuối cùng là mình sẽ trộn gỏi nha các bạn. Mình sẽ cho vào thau này một ít hành tây, kế tiếp là cà rốt và ỏi, rồi tai heo và một ít rau răm. Khi các nguyên liệu mình đã cho vào trong thau này rồi thì bây giờ mình sẽ rưới cái phần nước mắm chua ngọt lên nhé. Các bạn rưới cho đều tay để cho cái tai heo của mình nó ngấm đều cái phần nước mắm. Sau khi mà rưới xong rồi thì mình sẽ dùng đũa với lại muỗng mình trộn đều lên để các nguyên liệu của mình nó ngấm cái phần nước mắm nhé. Mình đã hoàn thành xong món gỏi ổi tai heo rồi nè các bạn. Không biết là có ngon hay không nhưng mà nhìn bề ngoài là rất là hấp dẫn đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng xem là coi nó như thế nào nha. Mình sẽ gắp một miếng tai heo kèm với lại ổi. Mình chấm với lại một ít nước mắm. Vừa ăn ghê luôn á các bạn. Tai heo này nó giòn giòn. Mình nghĩ là cái món này á, nếu mà các bạn ăn kèm với lại bánh phồng tôm hoặc là ăn với cơm nóng cũng rất là ngon. Chúc các bạn thành công với món gỏi này nhé. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ Và Gia Đình nhé.